Giữ sao ngược lại. Xin chào các bạn, chị Vân Anh và anh Đức đã quay trở lại dưới đây. Hôm nay anh chị sẽ mang đến cho các em một chương trình radio thật đặc biệt. Một chương trình radio dành riêng cho các bạn học sinh khối 9. Wow wow, đặc biệt như thế nào đấy chị Vân Anh nhở? Chị có thể nói rõ hơn không? Chị làm em tò mò quá. À, đặc biệt theo cách khác biệt nha. Tức là hôm nay chúng mình sẽ không đi theo thứ tự của một chương trình radio như mọi lần. Hãy cứ để cho cảm xúc trôi đi được không nhở? Anh Đức đồng ý không? Sao anh không nói gì đấy hả? Thì tại vì là chị bảo em cứ để cảm xúc trôi đi nên là em đang lạc trôi đây. Quay lại ngay. Cứ lướt với trôi thế thì ai dẫn chương trình với tôi đây? Em đùa một chút thôi. Các bạn ơi, giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với số radio tuần này nhá. Vậy là thời gian các bạn khối 9 ở lại ngôi trường Asimet của chúng ta sẽ còn chỉ còn tính bằng ngày và giờ. Anh biết thì giờ này các em như đang sống giữa hai thế giới. Thế giới của những cô cậu học trò cấp 2 hồn nhiên, vô tư, với những tiếc nuối, nhớ nhung khi sắp phải chia tay bạn bè cũ. Và thế giới của những cô cậu thanh niên, sau khoác lên mình mác trưởng thành, ngày đêm cày bài để chuẩn bị cho kỳ thi gay go vào cấp 3. Đúng rồi đấy Đức ạ. Đó là những cảm giác không đơn giản để nói thành lời. Rồi ngày mai, có thể các em sẽ học tập trong một ngôi trường khác. Rất nhiều trong số các em ở đây có thể sẽ chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook hay Zalo thôi. Sợi dây tình bạn sẽ bị kéo giãn và chia thành nhiều hướng. Nhưng chị hy vọng tình bạn của các em sẽ như sợi dây thun. Dù kéo giãn ra đến đâu, xa thế nào, chỉ cần thả tay ra là nó sẽ tự động co lại với nhau. Nghĩ đến khoảnh khắc phải chia tay các bạn thì anh Đức cảm thấy rất là bùi ngùi xúc động. Nhưng mà rồi ai cũng phải cần lớn, cuộc gặp mặt nào cũng đến ngày chia tay. Anh chị cũng như tất cả các thầy cô giáo trong trường mong muốn và muốn nhắn nhủ tới các em khối 9 điều này. Asimet tự hào khi có các em. Tất cả những nụ cười, khoảnh khắc chơi đùa, những thành tích hay những lời tâm sự của các em sẽ là một phần lịch sử của trường Asimet. Dù có đi đâu, thành đạt thế nào, hãy nhớ, nhà trường luôn mở rộng cửa để đón những người con thương yêu trở về nhé. Asimet luôn là ngôi nhà thứ hai của các em. Giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau. Giờ chia tay đã đến, bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau. Tay trong tay, vai sát vai, ta chung đường. Này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm. Dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách, và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc, mỗi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi, luôn bình an. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với chương trình nhé. Để tri ân và lưu lại những kỷ niệm của các em học sinh khối 9, nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ ra trường cho các em vào 18h30 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020. Hãy chuẩn bị tinh thần thật thoải mái để bung xõa hết mình trong ngày đặc biệt này nhé. Nhưng nhớ là chỉ xõa nốt đêm đó thôi và hôm sau phải quay lại cái bài đấy nhé. 4 năm học nơi đây là cả khoảng thời gian dài gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui giận hờn. Các em khóa dưới cũng có thật nhiều tình cảm với các anh chị. Chẳng còn bao lâu nữa, các em sẽ không thấy bóng dáng của anh cao to đang chơi bóng rổ này, sẽ không thấy những giọng nói dịu dàng của chị ấy nữa, và sẽ không còn những lúc được trêu chọc nhau, được hét toáng với nhau sau những trò đùa vui hết nấc. Đối với các Acers thì đàn anh, đàn chị khối 9 là những người như thế nào nhỉ? Đối với em thì các anh chị khối 9 là một người rất là vui vẻ, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ các em khối dưới. Là một học sinh khối 8, em thấy khối 9 là một khối năng nổ, hòa đồng, dễ thương.
Trong mắt bọn em, các anh chị khối 9 luôn cố gắng học tập để mà có thể vào được trường ước ba mong muốn. Tuy vậy, những anh chị khối 9 vẫn luôn là những người luôn năng nổ và hết mình trong những hoạt động tập thể của trường. Em là một học sinh lớp 8. Sau 3 năm đã gắn bó với trường, em được tiếp xúc với một vài anh chị khối trên và để lại một số ấn tượng nhất định. Cụ thể là vào năm lớp 7, em đã có ấn tượng mạnh mẽ với một chị khối trên. Chắc hẳn ai lần đầu tiên tiếp xúc với chị cũng rất ấn tượng với vẻ ngoại hình xinh xắn của chị. Em cũng không ngoại lệ. Em càng ấn tượng hơn khi biết về thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của chị. Dù là con gái, nhưng chị học rất tốt các môn tự nhiên, đặc biệt là môn hóa. Sau một thời gian, em có một vài cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn và nhắn tin với chị. Qua đây, em hiểu thêm về con người của chị. Dù chị khá hoàn hảo như thế, nhưng chị rất thân thiện. Chị đã cho em nhiều lời khuyên và giúp em rất nhiều ở thời gian đó. Em cảm ơn chị rất nhiều. Đối mặt với kỳ thi cấp 3 sắp tới, em chúc chị và các anh chị khối 9 nói chung đạt được kết quả cao nhất và luôn vui vẻ, hạnh phúc với con đường đã chọn. Chúc các anh chị may mắn. Các anh chị để lại cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là khi em bị nói xấu bởi một bạn cùng khối và chị Ương Nga là người giúp em vượt qua điều đó. Lúc ấy em đã rất lo lắng và hoang mang vì nhiều người nghĩ sai về mình. Chị đã khuyên nhủ em, tâm sự với em cả tối hôm ấy. Chị khiến em cảm thấy tốt hơn, tự tin hơn. Chị luôn hướng em đến những điều tốt đẹp. Qua đây, em muốn gửi một lời cảm ơn tới chị vì suốt thời gian qua, chị luôn là người ở bên cạnh em, đưa cho em những lời khuyên vô cùng bổ ích. Kỳ thi cấp 3 đang tới gần, em chúc chị vào được trường chuyên mình mong muốn và luôn thành công trên con đường mình lựa chọn. Sau đây, bạn Mai Thi, Nhật Linh ở khóa dưới sẽ gửi tình cảm của mình đến các anh chị khối 9. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé! Em là một học sinh lớp 8. Sau 3 năm đã gắn bó với trường, em được tiếp xúc với một vài anh chị khối trên và để lại một số ấn tượng nhất định. Cụ thể là vào năm lớp 7, em đã có ấn tượng mạnh mẽ với một chị khối trên. Chắc hẳn ai lần đầu tiên tiếp xúc với chị cũng rất ấn tượng với vẻ ngoại hình xinh xắn của chị. Em cũng không ngoại lệ. Em càng ấn tượng hơn khi biết về thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của chị. Dù là con gái, nhưng chị học rất tốt các môn tự nhiên, đặc biệt là môn hóa. Sau một thời gian, em có một vài cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn và nhắn tin với chị. Qua đây, em hiểu thêm về con người của chị. Dù chị khá hoàn hảo như thế, nhưng chị rất thân thiện. Chị đã cho em nhiều lời khuyên và giúp em rất nhiều ở thời gian đó. Em cảm ơn chị rất nhiều. Đối mặt với kỳ thi cấp 3 sắp tới, em chúc chị và các anh chị khối 9 nói chung đạt được kết quả cao nhất và luôn vui vẻ, hạnh phúc với con đường đã chọn. Chúc các anh chị may mắn. Thì mấy tuần nữa thôi là đã đến kỳ thi cấp 3, rất là căng thẳng và khó khăn rồi. Thì em xin chúc các anh chị khối 9 và đặc biệt gửi đến một người đặc biệt lớp 9C1. Chúc các anh chị thật đủ tự tin, đủ sức khỏe, đủ quyết tâm, đủ khát khao chiến thắng để thi vào được trường mình mong muốn. Thời gian đường như gió, mọi mơ bay mệt tới cuối trời để chúng ta nói với nhau lời chia tay. Ngày dần trôi còn bao giây, ngày chia tay sớm hết rồi. Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi, ngồi trong lớp biết bao điều tựa như giấc mơ mới hôm nào. Cả ký ức bao năm trời dần dần xa. Này tim ơi nghe, đông ngô gõ nhịp lòng, gõ yêu thương vào trong. Mùa hè đến mang theo gió theo mưa. Mùa thi ta lo lắng xôn xao. Ngày chia tay nghe, tim đang gõ nhịp lòng, nhắc chúng ta đừng quên. Sau 4 năm học, tình cảm bạn bè, thầy cô, mái trường giờ không thể diễn tả bằng lời. Bao nhiêu ngày tháng các con ở Archimedes là bấy nhiêu ngày tháng thầy cô đồng hành, chăm sóc, bảo ban các con. Dù đã dặn dò, tâm sự, đã nhắn nhủ với các con rất nhiều, các thầy cô vẫn luôn muốn động viên, tiếp nghị lực cho các con trong giờ phút ý nghĩa này. Cô Thanh Hương, cô Đỗ Quyên và cô Thùy Trang sẽ thay mặt các thầy cô giáo khối 9 sẽ nói vài điều từ tận đáy lòng với các con trong số radio đặc biệt này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn thứ nhất của cô Hoàng Thanh Hương. Các con học sinh khối 9 yêu quý, chắc hẳn thời gian này bạn nào cũng đang tất bật với những công thức, những phương trình, những đề luyện khó nhằn phải không nào? Cô đã thấy trên hành lang, trong lớp học, bên cạnh hình ảnh các bạn cùng nhau bàn một bài toán khó,
kiểm tra học thuộc một bài văn là các bạn chuyển tay nhau viết lưu bút, xin chữ ký để lưu lại những dấu ấn về nhau. Khi thấy những hình ảnh ấy, những hình ảnh vốn rất quen thuộc với những người lái đò qua mỗi năm học, cô luôn thấy ấm lòng. Hãy cứ học hết mình, chơi hết mình và yêu thương hết mình các con nhé. Chúc các con thực hiện được mơ ước của mình, mà gần nhất là ước mơ đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn. Các thầy cô luôn dõi theo và chờ đợi tin vui từ các con. Yêu thương tất cả các con. À, chúng mình vừa nghe những lời nhắn hết sức là xúc động này, những lời nói rất là chân thành từ cô Thanh Hương. Còn bây giờ thì lời nhắn thứ hai đến từ cô Đỗ Quyên. Chúng mình cùng xem cô sẽ gửi gắm những tâm sự gì cho các anh chị khối 9 nhé. Những ngày tháng 6 thương nhớ, Acer 16-20 thương mến. Chưa đầy 3 tuần nữa, các con sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, phải rời xa mái trường Archimedes mến yêu. Chắc hẳn các con đang rất bồi hồi, bắt đầu có những cảm xúc luyến tiếc, thấy thương, thấy nhớ bao kỷ niệm, bao người bạn nơi đây. Khoảng thời gian ngắn ngủi đủ để cô và các con có thể trân trọng, có thể lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp khi bên nhau bên Archimedes. Thi cấp 3 là một kỳ thi quan trọng. Cô mong các học sinh khối 9 hãy cố gắng giữ cho mình phong độ, tâm thế thoải mái nhất, cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được kết quả thật tốt. Chúc các con một mùa thi thành công. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô Đỗ Quyên gửi tới các bạn học sinh khối 9. Và với lời chia sẻ vừa rồi thì anh Đức có thể cảm nhận được tình cảm của cô Đỗ Quyên dành tặng cho các bạn học sinh khối 9 lớn đến nhường nào. Và mong muốn của cô Đỗ Quyên cũng chính là mong muốn của các thầy cô giáo cũng như ban biên tập radio. Mong muốn rằng các bạn học sinh khối 9 sẽ luôn vững tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn thứ 3 được đến từ cô giáo Thùy Trang. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Mỗi năm khi cánh phượng hồng nghiêng nghiêng sắc đỏ, những tiếng ve râm ran như khúc nhạc buồn báo hiệu một mùa hè đang đến, một năm học đã từ từ khép lại. Những ngày này, không chỉ những em học sinh cuối cấp cảm thấy nao nao, hững hụt khi phải rời xa mái trường, mà nỗi lòng của thầy cô cũng vậy. Niềm vui của cô cũng như bao thầy cô khác là đã truyền đạt cho các em tất cả những gì mình có, với cả tri thức, đạo lý và tâm huyết của người thầy. Vì thế mà mỗi khi các em ra trường cũng là lúc các em để lại cho những người thầy, người cô một khoảng trống. Nhưng cô nghĩ rằng chặng đường mà chúng ta đã đi qua cùng với nhau là phần đẹp nhất, là thanh xuân trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì chúng ta đã sống cùng nhau trong trọn vẹn niềm yêu thương, nên ngày chia tay hãy để nụ cười ghi dấu thay giọt nước mắt. Chúc các em nỗ lực học tập, đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Hãy sống hết mình, thể hiện tinh thần Acer thay lời cảm ơn đến thầy cô, cha mẹ. Hãy đi và trưởng thành, yêu quý các em thật nhiều. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi chiều trên phố bao người đón đưa dòng sông vắng tay giờ gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi có hay bao mùa lá rơi thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng rơi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa trong đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Oh, dear.
trời đêm nay. Dẫu đêm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đến công ơn người thầy. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn thầy. Anh chị hy vọng điều đọng lại trong số radio cuối cùng này chính là cả một bầu trời tình cảm của mọi người dành tặng cho các em. Mong các em sẽ luôn khỏe mạnh, đáng yêu và đạt được những mong ước của mình nhé. Rồi các em một ngày sẽ lớn, sẽ bay xa đến tận cùng trời. Có bao giờ nhớ lại các em ơi, mái trường xưa một thời em đã sống. Trong những giờ phút cuối cùng của số radio này, anh chị rất muốn được dành nó riêng cho các em. Hãy quay sang mỉm cười, ôm lấy cô cậu bạn cùng lớp. Hãy xin lỗi một người mà các em đôi lúc tự cao chưa muốn nói ra. Hãy dũng cảm thể hiện sự chân quý của mình với một ai đó. Đừng giữ lại chữ giá mà, đừng để lại chữ ước như. Hãy để những cảm xúc trọn vẹn trong những ngày còn ở bên nhau nhé.
Và với bài hát vừa rồi, một lần nữa 30 tập radio chúc các em sẽ có được sức khỏe thật tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi vào 10. Và đừng quên chúng mình còn có hẹn với nhau trong buổi lễ ra trường với nhiều điều bất ngờ vào tối ngày 10 tháng 7 này nhé.